Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách gấp lá bánh để làm bánh giò nhé, là sao cho bánh giò chúng ta nó đẹp, nó ngon, mà cái quan trọng nhất là bánh nó sẽ không bị vỡ lá, và khi hấp dù chúng ta không dùng dây cột chúng nó không bị vỡ lá, nhưng nó sẽ rất là đẹp nhé, mà ngon nhé. Và trước tiên bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái lá bánh, các bạn chồng lên nhau, lá chuối nhé, đây mình dùng lá chuối nhé, chồng lên nhau này để cho bánh của chúng ta nó sẽ không bị vỡ. Và bây giờ các bạn sẽ nhìn mình gấp lá nhé, hai cái chồng lên nhau, và bây giờ bạn gấp lần lá làm đôi cho mình, các bạn nhìn kỹ nhé. Tiếp tục các bạn lại gấp thêm một lượt nữa, và bây giờ các bạn lại quay ngược trở lại, các bạn gấp lại thêm một lượt, mình quay lại như này. Và bây giờ chúng ta sẽ có được một cái phễu hình thù rất là đẹp. Bạn dở nó ra, dở ra nhé, đây, dở ra, chúng ta có cái phễu như vậy. Và để gói bánh thì bây giờ đơn giản lắm ạ. Khi mà có cái phễu đẹp như này rồi và dày như này rồi, nó hai lớp lá như này thì khi gói thì nó sẽ không ngon, bị bục, khi hấp cũng vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng dầu ăn, chúng ta phết vào bên trong cái phần bánh, vỏ bánh, phết đều lên tận trên nhé, để khi mà chúng ta gấp lại thì không lo là bánh của chúng ta nó bị, khi mà bánh chín không lo là nó bị. Bây giờ chúng ta sẽ dùng nhân, chúng ta sẽ cho dùng dưới đáy, dưới đáy phễu gấp như này thì mình sẽ có hai lớp lá bánh nhé, nên các bạn nhìn sẽ thấy yên tâm là bánh của chúng ta nó sẽ không bị bục, không bị vỡ khi hấp, mà mặc dù không cần dây cột. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lỗ nhỏ ở dưới đáy và chúng ta sẽ cho nhân vào. Các bạn thích ăn nhiều nhân thì cho nhiều nhân nhé. Nhân ở đây là mình gồm có nhân thịt băm này, với hành tây, hành tím, mộc nhĩ, nấm hương và một quả trứng cút ạ. Các bạn thích ăn nhiều nhân cho nhiều hơn nhân. Cho một quả trứng dí vào như vậy, và chúng ta cho một lớp lá lên trên. Chúng ta đậy kín lại là chúng ta sẽ xong được cái phần gấp kín lại, sẽ xong được cái phần bánh giò rất là ngon và chỉ cần mang đi hấp vậy. Các bạn nhìn kỹ mình, nhìn chi tiết thì các bạn sẽ biết cách làm gấp lá bánh rất là đơn giản, giống như ngoài hàng luôn ạ. Mà chúng ta không cần phải dây cột, cũng không cần phải giấy bạc hay là màng bọc để bọc, nên chúng ta làm như này. Nó hơi nóng nên gấp hơi khó. Vì như làm bánh này thì bột nó phải nóng á, thì bánh của chúng ta nó mới ngon, chứ không để bột nguội ấy. Bột nguội thì nó càng khó gói hơn, nên nó chỉ nóng tay một chút thôi. Đấy ạ, gấp kín mép vào nhau như này rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào hấp. Trong nồi này mình có hai chiếc rồi, bây giờ cái cạnh một chiếc mà mình vừa mới làm xong ấy, thì các mình sẽ đặt xít vào nhau. Đấy ạ, các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp đúng không ạ? Đây là mình đã chia sẻ được xong cái cách gấp lá bánh giò đấy. Các bạn hãy làm giống mình để chúng ta biết cách gấp lá để có một cái bánh rất là đẹp như thế này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.